Năm nay do sen hồ Tây mất mùa, không khí làm trà sen cũng không được sôi động như mọi năm. Hiện giá hoa sen hồ Tây bán buôn dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng 10 bông tùy loại to nhỏ. Giá lẻ lên đến gần 200.000 10 bông mà cũng không có để bán. Do giá hoa sen hồ Tây tăng nên năm nay giá trà sen hồ Tây cũng bị đẩy lên. Hiện trên thị trường, trà sen hồ Tây ướp sổi có giá từ 35.000 đến 40.000 đồng một bông, cũng có loại giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một bông tùy theo từng loại chè. Còn với giá trà sen hồ Tây ướp truyền thống, năm nay cũng tăng nhẹ khoảng từ 7,5 triệu đến 8 triệu đồng một kg, có loại giá lên đến 15 triệu đồng một kg.